Hôm nay lên cho anh em con step root ha, 36V. Cái dòng này thì mình hết hàng lâu lắm rồi, giờ mới có lại anh em. Size 26, con này đẹp. Đẹp ha. Cái mã của nó là X780. Anh em nào muốn tham khảo giá thì qua Zalo, cho tôi tham khảo giá 780. Nó sẽ gồm giá, gồm là pin mới, sạc mới, pin zin, sạc zin, chế độ bảo hành. Những anh em nào nắm được cái chi tiết chế độ bảo hành, chốt được vấn đề pin sạc thì gọi luôn Zalo cho nó nhanh vào vấn đề, để nhiều khi anh em mình cứ nhắn tin không, mình không kịp trả lời cái quay qua cự cãi nhau, hoặc là cứ nhảy vô những trang như YouTube đó, giá là mình không có trả lời đâu. Anh em thông cảm cho mình cái. Riêng gì X780 này thì trong chiếc xe 36V về động cơ thì nó sẽ chia ra hai cái model thôi. Dòng 36 thì nó dễ nhìn lắm. Nó chia ra hai cái model, cái model mới nhất và cái model phía sau của nó. Trong cái model mới nhất thì nó sẽ có hình thái như vậy. Anh em thấy cái hình thái như vậy. Đó là chiếc xe Step Root này. Và cái hình thái thứ hai nữa là dùng dòng 36V, nó chỉ có hai cái này thôi anh em. Mình dễ nhìn lắm. Về vấn đề pin sạc hay là xe, nhìn vô phát biết liền, thì nhìn qua cái tay khiển nó sẽ không có gì khác biệt hết, chỉ có khác biệt đề cao và đề thấp và cái model đó thôi. Còn trong xe này thì sẽ là pin mới 100%, nó sẽ có hai lựa chọn luôn cho anh em mình. Một là pin mới 100% ha. Pin mới 100% là một khối như vậy. 36V 10A. Ampe nó là cái gì? Ampe nó là cái dung lượng chữ để đi được xa với gần thôi. Nhưng mà cái dòng 36 này thì mình mặc định xưa giờ nó chỉ là 10A. À, riêng 24V thì nó có nhiều lựa chọn nha. 24V á thì 8, 6, 13, 16. Riêng mà 36 thì mình chỉ 10A, sạc rất là khá lâu ha. Phải 5-6 tiếng. Và chạy ít nhất phải trên 40 cây số một lần sạc. Với cái sạc adapter. Adapter là sạc như vậy. Anh em mình sạc trên xe luôn. Dưới bộ phần bàn đạp thì dưới cái góc cùng này nó sẽ có cái điểm sạc. Anh em mình sạc trên xe. Gấm thẳng ha. Ở đây còn cái nút đậy để chống nước. Sạc hẳn trên xe, kéo điện 220 là sạc. Hoặc tháo ra ngoài, cầm bộ về sạc. Đó là cái phần pin mới 100%, bảo hành 6 tháng cho pin. Còn riêng về cái phần pin zin sẽ có một lựa chọn khác, có nghĩa là pin zin, sạc zin. Pin zin là gì? Đó là những khối pin, pin zin là pin như vậy nè anh em. Pin zin 36V nó dài mà nó bự như vậy. À. Thằng nào đút vô cũng được hết. Sạc zin là cái gì? Sạc zin là sạc của nó, đúng trong xe của nó. Mà xài điện là điện 110. Các anh chị em mình phải qua cái biến nguồn, gọi là cái biến áp á. Đó, thì pin zin, sạc zin. Dung lượng thì mình để tránh cái trường hợp nó quá nhiều giá rắc rối thì mình chỉ 8A ha. Nó có 6A, nó có 8A. Như cục này 8A. Cục này là 8A. Cục đang sạc là 9.6A. Thì 8A nó là thấp nhất. Pin 8A thôi. Pin zin, sạc zin. Pin zin là đã qua sử dụng nha. Anh em lưu ý. Bảo hành chỉ có 3 tháng thôi. Đây, những cái khối mà khi đóng pin mới á, là mình pin zin nè, nó còn sống hết á, mình cắt bỏ hết, không sử dụng nữa. Do cái nhu cầu của anh em chọn là chọn pin mới nhiều hơn, đa phần nhiều hơn, đâm ra anh em thấy cái ruột pin zin, pin zin không 36V á, anh em thấy nó bự không? Nó nhiều mà nó bự lắm. Là mình cắt bỏ, cắt để dành đây. Nó đi qua một cái mạch gọi là mạch cân bằng, nó dạng như vậy. Mình không quản lý được nó.
khi nó đến đúng số lần của nó là bắt đầu nó khóa cái mạch này thì chỉ có tác dụng cục pin này mất tác dụng hết, không còn tác dụng gì nữa hết. Đâm ra bán cái ba pin zin sạc zin này mình cũng sẽ nói trước cho anh em là bảo hành chỉ có 3 tháng thôi, bảo hành ngắn hạn thôi. Còn khi ngoài vấn đề bảo hành, hết thời gian bảo hành thì mình cũng sẽ hỗ trợ anh em tháo khối đóng lại cho vậy như vậy. Sẽ có bảng giá khác nữa. Tâm trạng nó nhiều, rất rắc rối cái phần pin zin lắm. Anh em nào cảm thấy an toàn, tiện lợi thì cứ pin mới sử dụng là cũng hay hơn. Nhưng cũng có nhiều sự lựa chọn cho anh em chọn. Có nhiều anh em người ta thích sưu tầm thì người ta chọn sử dụng pin zin. Pin zin còn sống hết, nhưng mà anh em thấy mình vẫn cắt bỏ hết. Đang sạc. Anh em thấy không? Pin hoàn toàn sống hết. Còn 5 khối sống. Cứ một đổi một, chết trong vòng 3 tháng là cứ một đổi một hết. Rắc rối cái phần pin này, giải thích hơi nhiều. Còn pin mới sạc mới thì lấy cái ruột kia bỏ vô đây là xong. Sạc đã xong, lắp vào xe. Trong thời gian sạc nè, thì xe nó vẫn hoạt động, nó không có liên quan. Phần cơ và phần máy nó không có liên quan đến nhau, nó độc lập nhau hết. Có pin vô thì nó đẩy khỏe hơn, không có pin thì vẫn có thể là chiếc xe đạp. Anh em thấy tình trạng con này rất là khá nha, đời cao, rất là mới. Rồi vấn đề là pin sạc xong, bắt đầu anh em mình ra đường để tìm hiểu về xe trợ lực là gì. Đơn giản vậy thôi. Con này size 26 thì 1m từ 1m55 đổ lên là đẹp. Còn riêng về mẫu mã thì anh em cứ đưa mình vô cái thế là cứ hay hỏi là xe này nữ được không, nam được không. Mình cũng chẳng biết cái gì gọi là nam và nữ luôn. Cảm thấy mẫu mã nó đẹp, hợp lý xì tin, hợp lý địa hình, hợp lý tuổi tác thì cứ sấn tới thôi. Chứ bây giờ mình cũng chẳng biết cái nào gọi là nam, nó đâu có ghi trên xe nam và nữ đâu. Anh em có một cái nhìn cho nó quyết đoán xíu. Rồi, sẽ ra đường. Tiếp theo nữa sẽ là những câu hỏi như có phụ tùng thay thế không? Và bảo đảm với anh em riêng về Rigetton, Yamaha và Panasonic. Ba thứ đó, cái gì mình cũng có đồ thay thế cho anh em hết. Nhưng mà sẽ không bán lẻ nữa. 2-3 năm gần đây là mình không bán lẻ phụ tùng ra thị trường nữa. Chỉ để cung cấp và bảo trì cho khách hàng bên mình thôi ha. Là vậy. Đây, đang chuẩn bị ra một con gấp nè. Anh em nào dặn gấp nè. Dặn gấp. Có gấp. Gần hoàn thiện rồi đó, 70% hoàn thiện rồi đó. Để xong sẽ review tiếp con đó. Rồi, bây giờ anh em mình ra đường chơi. Mình sẽ căng cho nó hợp lý, cái chân của mình là 1m74 ha. Hạ yên nè, mở yên ra nè. Nè, kéo lên. Cho nó vừa với cái chiều cao của người sử dụng. Rồi, khóa mày lại. Anh em nhìn thẳng vô con ốc thì không phải là ngược chiều kim đồng hồ là mở. Khóa là theo chiều kim hồ. Khóa. Còn chiều cao này thì do mình quay thôi, chứ thực sự nếu mình đi thì mình phải lên khoảng 3 phân nữa nó mới hợp lý với cái tay và cái chân. Đó, vừa ha, hơi nhấm nhấm chân rồi đó, hợp lý rồi đó. Rồi, 78kg, nặng 78kg và cao 1m74, vẫn hợp lý. Thấy đúng như mình nói ha, gần như đụng cái ghi đông mông tăng thì sẽ lên 2 phần đến 3 phần nữa thì hợp lý, đẹp hơn. Xe hoàn toàn không có điện, phải là một chiếc xe đạp. Và riêng về dòng này thì nó sướng ở điểm là gì bên em biết không? Nó đạp nó không có gây ra âm thanh trong chân những cái xe đạp thường của mình đó. Anh em thấy nó bắt đầu đạp, khi đạp á nó sẽ nghe rột rạc cái phần nhông trên đĩa mà. Xe máy xe gì cũng vậy thôi, nó sẽ rụt rạc. Nhưng mà riêng về phần
Jaguar thì gần như không phát ra một tí âm thanh nào trong chân hết. Nếu mà đạp ban đêm thì đặc biệt anh em sẽ không bao giờ nghe được điều gì. Số 1 là số đạp nhẹ nhất. Thấy nó dòng tua chân ha, nhẹ nhưng không có nhanh. Cứ lần tần thể dục. Đó, cảm thấy không hợp lý. Ngừng cái chân. Vô số 2. Xe chạy nhanh hơn. Chân sẽ nặng hơn. Rồi với cái đường nắng kiểu này thì không thể nào số 1. Đúng không? Vô số 3 luôn. Ngừng cái chân là vô số. Càng nhanh, càng nặng, xe cho chạy càng nhanh. Bởi vậy thứ nhất, cái này là phần sẽ không quyết định được điều gì hết. Lý do là sao? Sức khỏe. Cô dì chú bác thì làm sao đi số 3 nặng như vậy? Bắt buộc họ phải đi số 1. Mấy chị không thể đi nhẹ như vậy mà cũng không thể đi nặng thì số 2. Và mấy anh thường là mấy anh đi thì muốn cần nhanh, tốc độ nhanh, sức khỏe nhiều thì số 3. Có nghĩa là mình chỉ hướng dẫn về cái phần này để tác dụng của nó là cái gì thôi. Chứ không nhất thiết là anh chị em mình cứ lên xe là 123 giống như vậy ha. Anh em lưu ý. Chẳng hạn như khi đứng nè, mình muốn chạy số 2 nè, dặn số 2 nè, phần số dưới là nhảy rồi nhưng mà xe vẫn chưa lăn bánh, nghĩa là nó chưa phần ôm phần số. Mình chỉ cần lết nhẹ lên cái là tự động sẽ ôm rồi đó. Số 2 là số trung bình, không nặng không nhẹ. Đó là về phần xe đạp không. Bắt đầu mở điện, nút nguồn, anh chị em thấy nút nguồn đó, chữ mốt đó, mốt đó. Nhấn im đó, nó sẽ hiện lên 55, có nghĩa là cục pin này còn 55%. Tốc độ máy đẩy đang mạnh nhất, trả về nhẹ, mạnh hơn và mạnh nhất ha. Và đèn phía trước các anh chị em thấy đó, nó hiện thì cái báo đèn. Bước qua tầm cao, đời cao quá, nó tối ưu hóa, nó đơn giản nhất để cho chiếc xe nó không có rườm rà về phần đèn, đơn giản thôi. Nút nguồn và nút chỉnh máy nằm chung nút, báo phần trăm pin và đèn, ba chế độ thôi. Và chế trợ lực là gì? Trợ lực là khi dùng một lực xuống bằng đạp, máy nó sẽ hỗ trợ mình, nó kéo phụ với mình. À, nhấn nè. Với một chiếc xe đạp thường không thể nào vậy được ha. Lại nè. Nhấn nè. Khi ngưng cái chân đạp, tự động xe nó sẽ đi theo quán tính, có nghĩa là nó sẽ chạy theo cái chiều cuốn hồi nãy. Bây giờ tắt máy nè. Nhấn im mà tắt máy. À, vẫn cái lực đó. Nhấn. Anh em thấy có sự khác biệt lớn đúng không? Mở máy nè. Nó không có cuốn đi được, nhưng mà khi có máy vô tự động cái motor nó quất mình đi. Phù với mình, rồi là hỗ trợ là vậy đó. Nhấn nè. Khác không? Khác biệt rất rõ ràng ha. Đó, khi nhấn là lúc nào nó cũng đẩy đều trong chân. Nó tạo một cảm giác gần như không dùng lực, không dùng sức xuống bàn đạp. Thì đó gọi là trợ lực. Và đặc biệt những con trợ lực này thì cái đường nội ô, đường thành phố, đường đèo dốc, sức khỏe mà cần hỗ trợ thì tốt, chứ nó không cho mình tốc độ. Tại vì căn bản là chiếc xe đạp mà, nó đâu phải nhấn cái chạy 40-50 cây số trên một giờ, hoặc là nhấn cái chạy luôn. Là anh em đa phần anh em hiểu lầm đó. Nó không có chức năng ở đâu. Chức năng của nó là giúp cho nhẹ nè. Số 2 nãy trung bình, giờ nó nhẹ hiệu. Máy đẩy không. Một là vô số 3 để đi nhanh. Hai, vẫn giữ số đó mà trả máy về cho nó nhẹ. Chức năng của trợ lực là vậy. Chứ không phải trợ lực là nhấn cái chạy luôn. Nhấn cái chạy 40-50 cây số trên một giờ là không có. Đó là phần test cho đường trường. Tiếp theo sẽ là test trong phần địa hình để cảm nhận nhiều hơn về chiếc xe. Rồi, vô công viên. Nhấn tự động đẩy rồi. Và mình sẽ kiếm một cái địa hình mà gần như chiếc xe đạp mình nó khó khăn, nó đạp không nổi á. Mình sẽ test để anh chị em mình qua cái video nó hình dung.
cho nó dễ về vấn đề trợ lực nó là gì thôi. Này cũng chưa hẳn là khó khăn đâu, ra cái bãi cỏ dày dày xíu. Đó, anh em thấy mình dưới cái nắng ở trong nhà chịu không nổi nữa mà bắt buộc phải ra đường cho anh em. Rồi chân lực vẫn như vậy, tắt máy đạp địa hình. Anh chị em thấy mình gần như là dùng toàn bộ sức xuống bàn đạp để cho 7 chiếc xe đi, xe đạp mà. Nó là chiếc xe đạp thì nó không có gì để hỗ trợ thì nó sẽ nặng khi qua những cái địa hình cỏ đó. Vẫn cái địa hình đó, mở máy, nhấn im. Rồi máy mạnh, rồi máy nó hỗ trợ như thế nào, nhấn. Khác không? Khác rõ ràng đúng không? Nhấn. Đó là động cơ nó cuốn mình đi á, chứ không phải là cái lực quán tính đâu. Quán tính là một cái xe chạy theo không có hỗ trợ vấn đề gì hết thì gọi là quán tính ha. Nhấn cái là tự động út đi, nhưng mà khi ngưng chân thì nó sẽ chạy theo quán tính. Và anh chị em theo cái kinh nghiệm làm nghề thôi, chứ về cái nguyên tắc muốn nói một cái vấn đề gì thì mình phải có cái sự dẫn chứng. Thì theo kinh nghiệm làm nghề thôi, thì cái con trợ lực 36V đó, nó đẩy rất là lạ. Và lạ là lạ ở điểm gì? Nó đẩy không như cái thằng Panasonic hoặc là thằng Yamaha 24V. Cái thằng Yamaha và Panasonic đó, Yamaha và Panasonic đó, khi anh chị nhấn một lực mạnh xuống bàn đạp thì vứt xe đi thiếu điều là gần như tuột cái tay ra luôn, là có ha. Nhưng thằng 36V rơi cái tên này nó không có được cái điều đó, nhưng nó sẽ đi ngược lại là cái đường trường. Cái đường trường có nghĩa là khi đã bắt chớn vô rồi, nó đạp mình cảm nhận được mình đang đạp tốc độ 15-20, mình cảm nhận được nó đang đẩy. Nhưng mà hai thằng kia thì nó sẽ không cảm nhận được, nó đẩy rất nhẹ nhưng mà nó vẫn đẩy. Nhưng mà nước đề ba của nó rất là mạnh. Anh này không có nước đề ba, nhưng mà đế này nước hậu thì nó lại mạnh. Nó đặc biệt cái điểm đó, đó là cái kinh nghiệm làm nghề. Và cái kinh nghiệm nữa mà cần phải học hỏi của anh em là những cái câu hỏi này là bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn chưa có câu trả lời của anh em làm nghề. Anh em sử dụng là cái động cơ trước. Nhiều anh em nói là khi rà thắng, khi nó bóp thắng á, pin tự động nó sạc, motor tự động nó sạc về máy, về pin. Cái trường hợp này thì mình không chứng minh được cho anh em, và cũng chưa có cái sự chia sẻ kinh nghiệm nào từ anh em trên YouTube này cho mình hết. Đâm ra mình sẽ không khẳng định được điều đó. Động cơ Roy Captain ha. Khi anh em nói là khi rà thắng á, bóp thắng á, đó, thì điện nó sẽ sạc ngược vô lại cục pin. Mình thấy một cái điều rất là lạ ở điểm đó. Tại vì khi một cái động cơ mà nó quay thì nó mới tạo ra điện, đúng không? Mà tại sao cái trường hợp anh em nói là khi rà thắng thì nó mất tác dụng của cái động cơ, thì tại sao nó thì tạo ra điện? Mình cũng thấy là lạ, nhưng mình cũng không cãi. Tại vì mình không chứng minh được thì mình sẽ không cãi. Nhưng mình thấy là lạ điều đó thôi. Và riêng về cái website của nó thì nó cũng nói được cái điều đó. Nó nói được cái điều đó, nhưng mà mình làm nghề thì mình thấy chỉ có 3 cộng dây pha và 5 cộng dây hen đi lên. Còn cái này là cái ngắt động cơ. Cái sợi dây ngay cái tai này nó là cái sợi ngắt động cơ. Có nghĩa là khi vô cua mình đạp thì nó, khi mình rà thắng về thì nó sẽ ngắt động cơ, có nghĩa là động cơ nó không hoạt động ở thời điểm mình vô cua. Chứ mình không có thấy cái tác dụng nào để đi ngược về pin hết. Đó là cái kinh nghiệm làm nghề cần phải học hỏi anh em thêm. Giờ riêng con này thì con động cơ 36V của Roy Captain sử dụng bằng dây cua roa, zin sẽ là gần như 95%, còn 5% còn lại
đó là một món đồ mới. Đó là cái rổ. Cái rổ phía trước này là món đồ mới. Anh em nào cần đưa một cái rổ zin vô luôn thì bên mình vẫn có rổ zin cho anh em, với là bù tiền thêm cho mình. Tại vì sao mình phải có rổ zin mà mình lắp cái lỗ này, thì tại vì mình thấy cái sự phối giữa màu đen, đen xanh nó hài hòa một chiếc xe. Còn khi đưa cái rổ inox vô thì tự nhiên cái này nó đi inox, nó không có hài hòa với chiếc xe, thì mình ra mình sẽ không lắp. Nhưng mà anh em thích thì cứ trao đổi lắp thêm bù tiền. Con này sẽ là full nhôm. Full nhôm là gì? Full nhôm là nghĩa là những đồ trên người nó gần như là đồ nhôm hết. Capo tay zin, chuông, tay thắng nhôm, tăng thắng ở đây luôn ha. Tăng thắng ở đây và tăng thắng ở đây, nó có hai điểm tăng thắng. Và đằng sau cái tay thắng này nó sẽ là một cái giống như mình nói, nó dùng để ngắt động cơ. Khi mình rà thắng nè, khi mình rà thắng thì tự động động cơ nó sẽ nhả ra, nó sẽ không hoạt động thời điểm đó. Ghi rong tăng nhôm, cái này không lầm là sắt nha chứ không phải nhôm đâu. Mình làm thì mình phải để ý nó biết nó là sắt. Còn cái ghi rong này mình bông tăng này là nhôm nè. Tay thắng và bộ phận số quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ phần này. Mở đèn. Còn có dấu đèn ở trên cùng anh em thấy không? Rổ mới không bàn. Đèn zin của Bracketton 2 led, 2 bóng led, hai giữa là hai cái chó phản quang thôi. Anh chị em nhìn cặp vỏ, những con đời cao mình khoái nhìn nó là như vậy. Cái đồ nó liền mà nó mới thôi. Vỏ của Bracketton đã ghê không? Gai gió còn luôn. Chữ nghĩa còn nguyên si hết. Bracketton này đúng là mình nó hơi xám nè. Cái này là mình muốn đẹp hơn nữa là mình chỉ lấy cái si đánh giày á, bôi lên cái nữa nó liền, nó đẹp lại. Động cơ zin của Bracketton 36V. Anh em nhiều anh em phán ở trên YouTube lạ động cơ chế thì anh em đi mua giùm mình cái động cơ 36V cái chữ Bracketton này đi ha, không có chế đâu, xe zin của người ta. Cầm thì cầm chì. Cái mà trong chiếc xe này mình không hiểu là cái nhà sản xuất thì đưa ra thì cầm chì, thì mình chỉ báo canh chì ha. Cái này nhôm, niềng nhôm, cái niềng nhôm. Cái câm chì á, nó không biết có tác dụng gì thì mình không biết, nhưng mà theo xe thì nó là như vậy. Và anh em nào cần tôi cần câm inox thì mình sẽ thay bộ câm inox, sẽ sáng xe và nó sẽ không có cái dấu hiệu của lão hóa như vậy ha. Đó, anh em thấy có sự lão hóa gọi là nó bị sét á anh em, bị sét. Cái câm chì thì nó sét, nhưng mà là câm zin trong xe ha. Bởi vậy thường mình hay thay bằng câm inox, nhưng mà bộ câm này còn rất đẹp, mình cũng không thay. Anh chị em nào muốn sáng xe bền hơn thì mình sẽ cho thay bộ câm inox, nhưng mà câm nguyên bản, câm trong xe sẽ là câm chì nha. Và nước sơn thì nước sơn zin chày. Sơn này coi nó là rất đẹp luôn. Mình quyết định là không cho dặm những cái điểm này quá nhỏ, không dặm. Về anh em là có chỗ nào xấu chày mua đề can lắp vô. Cho đèn và nhìn cái càng thắng của nó. Logo của Bracketton một ký hiệu bằng chữ bay bò như vậy. Bò Bright nè, đó, ký hiệu bằng chữ tắt của nó Bracketton thấy không? Không sừng nhôm. Đây là những điểm mối nối nhôm nhìn phát biết ngay. Con này đặc biệt nó có cái chế độ khóa cổ cũng hay nè. Đang mở cổ đúng không? Anh em mình xoay về bên trái cho nó vô ngàm ha, xoay nó về bên trái. Nó sẽ giữ cái cổ mình cứng. Để dùng đi chợ đi búa nó không có quặt qua quặt lại thôi. Mở, nó sẽ mở ra một khóa zin của Bracketton luôn.
chạm thấy cái dàn tem zin của nó quá trời quá đất, không chạy miếng nào luôn. Không biết bên kia thì có hay không chứ bên này là không thấy rồi đó. Chạy rất là nhỏ và lòi nhôm ra trắng nè ha. Khóa nhôm, cốt pin nhôm, những tem tại Nhật còn hết rồi. Giò nhôm, cái này là cái giò đạp á, gọi là viết tắt, viết đọc lẹ thì gọi là giò, bằng đạp zin của Bracketton, ký hiệu bằng chữ bò luôn. Dàn phần nhựa cũng nó cũng chưa bể nè. Yên zin kết như cái yên zin này, yên hộp của nó, yên hộp mình hay gọi là yên hộp, ít bây giờ được có yên mới như vậy lắm. Về đa phần rách không, nó cả cả nhau rách hết. Ba ga zin mắc 27 kg, khống chế của nhà sản xuất là để cho bền tốt động cơ và độ khỏe động cơ, thì ở Nhật nó chỉ cho 27 kg, về Việt Nam anh chị muốn chở cái gì anh chị chở, còn xe của anh chị muốn bền thì anh chị đứng đúng kỹ thuật, không đúng kỹ thuật thì mau hư vậy thôi. Nhiều người cứ hỏi chở hai người lớn được không, xe của anh chị chở nhiều đó là chở, nhưng mà thông số của nhà sản xuất thì cứ bám sát cho nó để sử dụng cho nó đúng thôi. Đây những cái điểm chày cũng không đáng kể ha. Dè zin bờ bê bò, dè này còn rất đẹp, không chày luôn, không móp luôn, đa phần cũng hay bị móp, để coi về trước móp không, không móp luôn nè. Đó, nhúng nhẹ cái nhẹ ở đây thôi. Ổ khóa zin của Bracketton, đùm sau của Bracketton, đùm ba số của nó, quyết định được nhanh chậm nặng nhẹ. Anh thấy không, cái bộ cầm còn quá trời đẹp, thay ra mình cũng uổng lắm thôi. Tất cả đều khách hàng quyết định. Dàn chữ Bracketton Vicura zin chưa bay màu luôn, thợ mình nó rửa, mình dặn nó cũng kỹ lắm, rửa đừng có lấy đồ cà vô đây. Zin của ông ta, anh em thấy nè, mắt sên, mắt cura của nó mới chát, chưa gãy mắt nào nha. Cái câu tiếp theo nữa là dây cura này bền không và có đứt, có thay không, có độ thay không, nói luôn nhanh. Cái gì cũng có, kể cả dây cura này anh em mua vẫn có, nhưng với điều kiện không phải mua chiếc xe là bán cho tôi cộng dây, mua chiếc xe bán đôi cộng dây, thì anh chị em mình phải xả 20 xe, mất 20 chiếc xe mới bán được cho 10 người khách. Cái trong xe có một sợi mà anh chị cứ mỗi người mua một chiếc xe lận lưng cộng thì 20 xe đúng không, bán được mới có 10 người khách, còn 10 cái xác xe kỳ dục không có được ha. Bên mình vẫn có dây cura hỗ trợ cho anh em, nhưng với điều kiện khi nào anh em gặp sự cố, mà mình bán hàng gần 7 năm nay chưa bao giờ khách hàng báo sự cố dây cura này bị đứt hết. Anh chị em thử nghĩ đi, dây cura dùng những dòng động cơ mới như giờ xe máy của mình tay ga, anh chị em 80%, 80% còn chưa nhúc nhích được sợi dây cura của nó, mấy năm trời còn chưa thấy gì, chứ đừng nói những cộng dây cura này chạy 10-15 km/h mà đứt nó là hoàn toàn không bao giờ có, chưa bao giờ thấy hết. Nhưng vẫn có thay thế cho anh em, nó rất nhanh gọn cho anh em. Và nhiều anh em mua ở đâu không biết, hỏi mua bán sợi dây cura mình không có bán đâu, khách bên mình mới hỗ trợ thôi. Những năm gần đây là như vậy. Giò nhôm bằng đạp zin luôn, anh chị em thấy nè, đạp nè, gần như nó không có âm thanh. Tiếng con chó nó chạy thôi, chỉ nghe được tiếng con chó chạy thôi. Còn anh em nào quan tâm mình thì thấy rồi, một chiếc xe là phải nát hết từ trong ra tới ngoài hết, ráp ngược vô mới hoàn thiện một chiếc xe. Con này mình đánh giá là khá nha, từ khá đến xuất sắc. Từ vấn đề dung lượng pin là 10A, chất lượng của chiếc xe, đồ zin gần như 95%, muốn 100% cũng có cho anh em. Đó là chất lượng của chiếc xe, gần như đời cao. Ba yếu tố mà đánh giá một sản phẩm, đừng có hỏi anh ơi xe này còn mới bao nhiêu phần trăm, cái từ phần trăm mình không đánh giá được, không trả lời được cho anh em đừng hỏi nữa. Ngày nào anh em cũng hỏi bao nhiêu phần trăm hết,
mình đã nói rồi, quyết định một chiếc xe nó không nằm ở phần trăm. Cái dùng từ phần trăm đó, mỗi cái quan điểm của mỗi người nó sẽ khác nhau, quay qua là cự cãi nhau nữa. Xe vậy mà đánh giá mà 90%, 95% chạy chỗ này đó, thấy chưa? Đó là một cái quan điểm khác nhau mỗi anh em mình. Yên xe người ta đẹp vậy, tự nhiên dính cái chữ gì đây, dính miếng sơn đây mà đánh giá 90%, thế là quay qua cự cãi. Những năm gần đây là cũng không bao giờ đánh giá phần trăm cho anh em, chưa xưa đến giờ luôn, chưa bao giờ đánh giá. Tự phán đoán, quyết định. Mình chỉ đánh giá từ khá đến xuất sắc thôi. Rồi, những anh em nào chưa hiểu thêm thì cần alo tư vấn ha. Cảm ơn anh em.